Em chào anh chị, hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị mấy cái lô đất nền ở đường D18 ở dự án Phai Tây của City. Cái lô đầu tiên em giới thiệu cho anh chị là cái lô gốc của đường D18 với đường D13. Đường thì hai bên đường nào cũng 8m hết, được thêm cái lề 3,5m. Cái lô này là lô gốc nên nó có cái mặt tiền bề ngang là 3m, cái bạc gốc là 5,5m, tổng diện tích là 146,49m2. Cái lô này thì đã có sổ hồng riêng rồi, bán với giá là 3,4 tỷ. Tiếp theo thì em giới thiệu cho anh chị thêm cái nền hướng Tây có diện tích là ngang 6 dài 22, có luôn cái lối đi thoát hiểm 4m, tổng diện tích luôn là 132m2. Cái nền này thì đã có sổ hồng riêng rồi, bán với giá là 2,3 tỷ. Tiếp theo đó thì em giới thiệu cho anh chị cái lô gốc có hướng là Tây Nam của đường D18 với đường D15. Cái lô này có bề ngang mặt tiền là 4m, cái bạc gốc là 3,7m, tổng diện tích là 168m2, được thêm cái lối đi thoát hiểm 4m, cái lề được 3,5m. Cái nền này thì đã có sổ hồng riêng rồi, bán với giá là 3,6 tỷ. Tiếp theo đó thì em giới thiệu cho anh chị cái nền hướng Đông có diện tích là ngang 7 dài 18, tổng diện tích là 126m2, được thêm cái lề 3,5m. Cái nền này thì đã có sổ hồng riêng rồi, bán với giá là 2,5 tỷ. Anh chị có quan tâm đến mấy cái nền trên thì anh chị liên lạc với em nha. Em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều.